Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một chùm thông cho Giáng sinh. Thì các bạn có thể nhìn lên trên màn hình ấy thì các bạn sẽ thấy được thành phẩm sau khi làm. Để chuẩn bị làm được cái chùm thông Noel này thì các bạn cần những nguyên liệu như sau nhé. Trước tiên là giấy nhún màu nâu làm quả thông, màu xanh làm lá, băng keo sáp và kẽm cảnh. Đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái lá thông như thế này. Thực ra là cái này thì mình cũng đã hướng dẫn các bạn làm trong cái phần làm vòng kết để treo cửa đấy, cái vòng hoa để treo cửa đấy. Thì bạn nào mà muốn xem chi tiết thì các bạn có thể tìm lại cái clip đấy của mình để xem nha. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn. Các bạn là chuẩn bị cho mình một mảnh giấy nhún màu xanh có kích thước khoảng 5cm và 5cm này, và chiều dài thì khoảng 30-35cm nha. Hoặc là 40 đều được nhá. Rồi các bạn cắt. Thực ra là làm cái chùm thông này là kết hợp của hai cái clip làm vòng kết hoa và cái clip làm hồng xoắn giấy ấy. Sau khi các bạn cắt xong thì các bạn dở nó ra và các bạn kéo giãn nó một chút nhá. Rồi các bạn dùng xoắn nó lại. Các bạn cứ xoắn đến hết cái chiều dài nhá, thì các bạn sẽ được một đoạn như thế này. Các bạn sẽ được một đoạn xoắn giấy như thế này. Rồi các bạn dùng một đoạn kẽm si kích thước khoảng 18cm, rồi dùng băng keo sữa để các bạn cuốn lại. Đoạn cuối các bạn dùng băng keo sáp để che cái phần kẽm si đi nha. Ok. Khi các bạn làm nhiều cái cành như thế này thì các bạn sẽ được một chùm lá thông như thế này nha. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ làm phần quả thông. Các bạn chuẩn bị mảnh giấy nhún màu nâu có kích thước là 7cm, chiều dài khoảng
tầm khoảng 80 đến tầm 100 cm để luộc các bạn nhé. Tùy theo là các bạn làm quả thông nó to hay nhỏ. Nếu như các bạn làm nhỏ thì các bạn có thể làm kích thước khoảng 80, 50 đều được nhé. Làm quả thông này thì các bước làm quả thông thì nó giống hệt với các bước mình làm hoa hồng xoắn giấy đó. Thì bạn ở đây nếu như mà mình làm trong clip này thì mình không hướng dẫn chi tiết được. Để các bạn xem lại cái clip làm hoa hồng xoắn giấy của mình thì nó tương tự như vậy thôi. Ở đây thì mình chỉ xoắn nhanh để làm cho các bạn nhìn rõ thôi nhé. Các bạn nhớ xoắn nó hơi to, cái nút xoắn hơi to một chút và chặt tay nha. Bởi vì là làm quả thông ấy thì các bạn nên làm các cánh nó to hơn thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Rồi, mình đã xoắn xong một đoạn giấy màu nâu như thế này. Giờ các bạn cắt một đoạn kẽm xi có kích thước khoảng 15 cm. Khoảng 15 cm nha. Rồi dùng keo sữa đặt vào đầu như thế này rồi các bạn cuốn lại thôi. Các bạn cuốn sao cho nó thành hình xoắn ốc và nó xoay tròn và các lớp cánh nó chồng lên nhau rồi xoắn theo một đường xuống bên dưới nhá, chứ không để nó cùng nằm trên một mặt phẳng nữa. Các bạn vừa cuốn vừa chỉnh nhá, để cho nó không bị tách rời ra. Sau khi cuốn xong thì các bạn đã được hình quả thông như thế này. Đó các bạn thấy chưa? Rồi các bạn dùng chỉ để buộc lại thôi. Cuối cùng là các bạn dùng băng keo sáp để che cái phần chỉ đi. Ở công đoạn này các bạn nào mà không dùng băng keo sáp thì các bạn có thể cắt một đoạn giấy màu xanh nhé. Sau đó thì dùng giấy màu xanh để làm cái lá ấy, rồi các bạn dùng keo sữa để cuộn lại. Cũng ok nha. Rồi các bạn, sau khi làm xong thì các bạn được một quả thông như thế này.
Cái này mình làm nó hơi xấu một chút. Được rồi. À, tiếp theo thì đây, các bạn làm khoảng 3 quả thông nhá. 3 quả thông thì nó sẽ có hình dạng như thế này. Rồi các bạn ghép vào cái phần lá thông thôi. À, để cho cố định cái phần lá trước thì các bạn dùng băng keo sáp để cuốn nó lại nhá. Các bạn dùng tay để chỉnh. Ok. Thế mà các bạn đặt 3 quả thông này lên. Ba quả thông mình làm nó hơi to. Ờ, các bạn nên làm nhiều lá một chút nhá thì nhìn nó sẽ đẹp hơn, hoặc là làm cái quả thông thì nó nhỏ đi. Rồi các bạn dùng băng keo sáp để cuốn lại. Sau đó là các bạn dùng tay để chỉnh nhé. Sau khi mà các bạn đã làm được cái chùm thông như thế này rồi ấy, thì các bạn có thể dùng gì nhỉ? Cái mình duy băng nhá, cuộn duy băng để các bạn làm tạo thành cái nơ ở đây. Các bạn có thể dùng màu sắc tùy ý nhé, mình sẽ dùng màu đỏ. Cắt một đoạn duy băng có kích thước khoảng 30 nhân vật 30 khoảng 50 đi, 50-55. Các bạn thắt nơ nó lại là được nhé. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn làm một chùm thông Noel. Các bạn có thể làm nhiều cái chùm thông như thế này để trang trí cho dịp Noel, dịp Giáng sinh này nhá. Hoặc là các bạn có thể làm theo cái hướng dẫn mà mình làm vòng kết treo cửa ấy, thì các bạn có thể hoàn toàn có thể làm được một cái vòng để cái này ở giữa cái vòng đấy. Thì nhìn cũng rất là xinh, đúng không ạ? Chúc các bạn thành công với cái mẫu thông này nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.